Đất Phương Nam xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay mình lại đi quay cho cả nhà xem anh Hùng bữa nay vỏ trà miền Tây. Đây là ấp Phật An, xã Ngọc Chúc, huyện Nhân Quyền, tỉnh Kiên Giang. Đầu tiên mình lấy lưới mình bao vòng, rồi mình mới luộc bình ra rồi nhảy trà lên. Anh Hùng đang vỏ trà lên. Thì mưa này chỉ nước đây dưới sông nó ấm rồi. Cái trà này dở cũng 3-4 tiếng hồi mới gọi nè. 3-4 tiếng khỏe. Rồi anh phân lưới sát vô nha các bạn, giờ anh xúc cát lên. Trà này cá nhiều hơn qua không anh Lục? Rồi đỡ rồi. Rồi đỡ rồi sao? Rồi.
vậy mà già này có sơn, già quá có sơn quá trời trời, quá quá sợ sơn. Cái chốt gì? Ở nhà cái chốt cũng có chốt vừa rồi. Qua lại thấy đống già cũng lẻo đó, bình tĩnh chưa? Thấy được bình không? Ít à. Rồi anh không có điện vô, sửa là rồi chắc khi mà không có điện trả không có điện cắt bình vô. Cái trà nó cũ nằm dưới, điện trả mới thêm vô. Trà đắng có ít lục bình gì vậy? Chưa đầy đâu hả? Chưa. Lâu giờ vậy là đầu vô vậy, năm mấy rồi bây giờ. Ủa hổng bị sao không mất tiêu lục bình hết trơn à? Trôi đi hết trơn. Anh mới sửa lại từ nửa tháng nay à. À. Mới sửa lại đó. Sửa thì dở lại chứ để đủ bỏ đợt đó là ngồi đem. Hết làm ăn luôn. Lâu rất lâu rồi, chờ đó năm mấy rồi. Tới đây luôn. Trên rất trên rồi. Trên rác cho là mình kéo cá lên nữa. Rồi hết rác rồi, giờ mình chuẩn bị kéo cá lên. Chốt này bán được nhiêu ký anh Hùng? Cần 45.000 một ký cá chốt.
cá nè. Chạy bớt, chơi vàng, miếng chơi vàng. Để cho nằm xuống lỗ nó luôn đi. Lỗ luôn đi. Chắc cho trời ơi mày dỡ đó lên chi vậy? Nó đâu mà dỡ. Mày để đây nè, trời ơi tức chết luôn rồi, chạy vô đó là sao bắt được con cá đó đây. Mày lấy giò đi tao lấy cho. Nhỏ vậy đâu có bự đâu, có bự trong đây nè. Chị dạng về tôi ít ha. Trời ơi hiếm. Hiếm luôn rồi.
dòng nữa. Đây là một cái này trời ơi. Hai con. Hai con chưa vừa. Cá bớt cái đựng cá này hết. Rồi, đặt cá. Cho nó đi, bắt con thấy thôi. Chưa con này nhóc rồi sao hắn nổi. Nó bò lên nó gửi qua xuồng nó đem lên giùm thôi. Chú đang hầu qua xuồng chú rồi mày. Cái đem điện thoại. Có. Rồi xong. Quá sáng giờ được nhiều đó. Rồi tiếp tục. Rồi kết thúc. Kết thúc khoảng trên 20 kg. Được rồi. Cá lô kiến là không tính nha, cá lô kiến thì thôi khỏi nói. Chê dễ chà, cá bự bự thôi. Trắng cái này cũng ít. Rồi bữa đi dễ chà của mấy anh em đến đây là kết thúc nha các bạn. Rồi chào các bạn, hẹn lại các bạn các video tiếp theo.